Rồi, tiếp theo là dòng lập do why ha. Do. Cái nó làm xong nó mới kiểm tra why, điều kiện trước. Nó quay lên cho nó làm lại. À. Nè, nó vô nó làm nè, đây mã giả. À. Vô cái nó làm công việc xong điều rồi nó so điều kiện, nếu trúng nó quay lên trên nó làm xong nó so điều kiện trúng quay lên trên làm. À, so điều kiện nếu mà for nó mới kết thúc. Rồi, ví dụ. Rồi, mình viết vậy nè, in, ví dụ in is bằng không. Do là làm. Làm gì giờ? Tôi cái ra. Rồi, cái mình tăng hết lên. Rồi mình quay. X nhỏ hơn 10. Được chưa? Đó chạy nè, vô cái nó làm gì? Nó xuất ra là 0, không có tăng lên 1. 1 cái nó thấy nó còn nhỏ 10, cái nó lại quay ngược lên nó làm. Ok không? Rồi chạy thử rồi. Kết. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. À. Rồi. Bây giờ một cái chuyện quan trọng mình phải để ý là sao? Mình phải phân biệt giữa dòng lập while với dòng lập while và dòng lập do while nó khác nhau chỗ nào. À. Rồi nghe kỹ nè. Dòng lập while với dòng lập do while thật ra nó cũng na ná nhau, nhưng mà dòng lập while á nó kiểm tra điều kiện tại đầu của dòng lập. Nó vô một cái là nó while liền, nó điều kiện liền. Rồi nó mới chạy. Đúng không? Đâm ra lỡ như ban đầu mà điều kiện là sai là nó có chạy được không? Không. Còn dòng lập đu á, nó vô là nó đu liền cái đã, nó làm cái đã, rồi nó mới so điều kiện ở cuối. Đâm ra lỡ như điều kiện ban đầu là sai, nó lết được một lần nha. Thí dụ chỗ này mình cho điều kiện 20 đấu nhỏ 10 đúng không, nhưng mà thằng này nó chạy được một lần á, chạy nè, kết, chạy được một lần 20, hiểu chưa? Nhưng mà nếu mà quý vị đảo được cái lợi, quý vị lấy cái này, quý vị lôi lên trên, quý vị viết qua chỗ này. Rồi, bỏ này đi đúng không? Thì sao? Không chạy được lần nào luôn. Vô cái nó so điều kiện liền. Ok ha. À, thiếu. Ủa, thiếu. À, thiếu mở ngoặc. Rồi, không chạy lần nào hết đúng không? Rồi, ok. Rồi, thêm một bài nữa để mà demo cho cái đó là, ví dụ bây giờ nè, mình cho người ta nhầm số, mình bắt số đó phải sao, phải nhỏ hơn, phải lớn hơn không mới cho được. Ví dụ nhập điểm đi, nhập điểm là sao? Nhập điểm là nó nằm trong khoảng từ 0 đến 10, nhập sai bắt nhập lại, ok không? Rồi. Java chấm, ủa Java lúc ưu tiên canh nơi làm rồi hả? Rồi. Rồi. Rồi, giờ mình viết nha. Bây giờ mình cho người ta nhập một số từ 0 cho đến 10, giống nhập điểm đi ha. Bây giờ mình vô mình cho một số tầm 7 vô đi. In is bằng trừ 1 đi. Cho số tầm 7. Rồi cái mình do cho người ta làm. Do why hay why gì cũng được nha. Rồi cái mình why. Trong khi is sao? Is mà lớn hơn, is mà còn nhỏ hơn 0. Hoặc is lớn hơn 10 thì mình làm lại. Rồi cho đây mình cho ta nhập nè. Is bằng S chấm scan chấm net ra, net lại, net in. Ok không? Đó, chỗ này không có tăng tiết gì hết trơn nha. Không có tăng tiết gì thì mình nhập vô mà. Ok không? Rồi sau đó mình bảo, ví dụ như trong đây mình cho câu quảng cáo rồi đi. Rồi, chỗ này mình xuất ra. Cho x bằng trừ 1 để cho nó một cái sai, ban đầu nó sai để cho nó nhập vô.
Do cái nó sai. À thật ra ban đầu cũng không cần cho cái này luôn cũng được, chẳng chết ai. Nếu mà quay dưới ở trên á thì lúc đầu mình phải cho điều kiện nó sai ban đầu. À còn nếu mà đu thì không cần. Rồi tạo ra biến. Rồi cho ta nhập vô. Nếu mà sao nó nhỏ hơn không hoặc nó lớn hơn 10 bắt nhập lại, nhỏ hơn không hoặc lớn hơn 10 bắt nhập lại vậy thôi. Rồi chạy coi, kích nhập trừ 1 nhập lại dùm, trừ 50 nhập lại dùm, 200 nhập lại dùm, 5 điểm. Điểm mình nào? Ok không? Rồi. Rồi chịu chưa? Đây là cái vòng lập hoài. Máy quên trời. Khổ mà. Một, hai, trời ơi, hai, hai nữa ghê. Ba, hai, bốn.